Quang Linh là điểm trùng hợp định mệnh với Thùy Tiên trước thềm về Việt Nam, thuận tiện cho việc rước dâu. Mới đây, Hoa hậu Thùy Tiên đã có chuyến về thăm quê mẹ kết hợp từ thiện ở Hà Tĩnh. Trên trang cá nhân, người đẹp đăng tải hình ảnh xinh đẹp được chụp tại quê ngoại, cô chú thích: Bà Tám Hà Tĩnh, xin chào cả nhà nha. Cư dân mạng ngay sau đó đã tìm ra điểm trùng hợp thú vị này giữa Quang Linh Vlog và Thùy Tiên. Được biết, quê quán của chàng YouTuber Đình Đám chính là ở Nghệ An. Đáng chú ý, Nghệ An và Hà Tĩnh chính là hai tỉnh giáp nhau, chỉ cách nhau một cây cầu bến thủy. Với điểm trùng hợp thú vị này, nhiều cư dân mạng thích thú cho rằng nàng hậu và Quang Linh Vlog rất có duyên với nhau. Thậm chí netizen gọi đây là định mệnh và càng nhiệt tình hơn trong việc đẩy thuyền cho cặp đôi. Cư dân mạng đã để lại bình luận khá hào hứng trên mọi trang cộng đồng, chắc chủ yếu về cho biết đàn trai đưa đón dâu kể cũng nhàn. Cả nhà đẩy thuyền như này mà hai em không thành đôi là có lỗi với tổ quốc nha. Nhưng quan trọng là người ở đầu Nghệ An và người cuối Hà Tĩnh thì càng gần. Nhìn hai người có tướng phu thê. Kể từ sau chuyến từ thiện tại Angola của nàng hậu, Thùy Tiên và Quang Linh Vlog là một trong những cặp đôi được người hâm mộ nhiệt tình đẩy thuyền. Cả hai không chỉ được nhận xét có tướng phu thê, cùng chung suy nghĩ và hơn cả chính là cùng mang lại nguồn năng lượng rất tích cực đến khán giả. Sau đó, cả hai cũng liên tục có những tương tác đáng yêu trên mạng xã hội. Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 đã có buổi livestream giao lưu cùng Quang Linh Vlog và bé Lôi Con để thực hiện một dự án thiện nguyện mới. Vì thua cá cược mà Thùy Tiên đã phải để ảnh của Quang Linh Vlog làm hình đại diện trên trang cá nhân. Đáp lại, Quang Linh cũng đặt hình của nàng hậu làm avatar. Thậm chí, anh chàng còn có lần tỏ ý ủng hộ người đẹp bằng cách chia sẻ MV của cô và kêu gọi mọi người cày view. Ngoài ra, Quang Linh và Thùy Tiên còn thường xuyên dành cho nhau những món quà nhỏ ý nghĩa. Cách đây vài ngày, Tiến Nguyễn là thành viên đầu tiên của team Châu Phi trở về Việt Nam, nhận lời mời tham dự lễ khai trương cửa hàng của Thùy Tiên. Anh Tiến Nguyễn đã nhanh chóng có mặt đúng lời hứa. Ngay khi xuất hiện, nam YouTuber đã lập tức gây sốt và được người hâm mộ vây quanh không kém gì người nổi tiếng. Sau khi trò chuyện và chụp hình cùng Thùy Tiên, Tiến Nguyễn phát biểu phía trên sân khấu, nàng hậu phía dưới khán đài liên tục vỗ tay. Đặc biệt, không khí sôi động hơn khi thuyền trưởng nhắc tới món quà mà Quang Linh gửi cho Thùy Tiên. Trong khi mọi người hò reo thì Thùy Tiên lại cười ngượng ngùng. Ai cũng mong ngóng xem liệu món quà nhỏ đó là gì. Một lúc sau, Tiến Nguyễn mới bật mí món quà mà Quang Linh gửi về Việt Nam cho Thùy Tiên đó là chiếc mũ lá từ Châu Phi. Ngoài ra, Tiến Nguyễn cho biết thêm chiếc mũ này là món quà ý nghĩa của cả bà con Châu Phi gửi gắm cho chính Thùy Tiên từ thiện, hỗ trợ họ nhiều việc như đào giếng, tặng quà. Nhận được món quà của Quang Linh từ Angola xa xôi, Thùy Tiên đã có phản ứng không khỏi ngại ngùng. Bên cạnh đó, anh Tiến Nguyễn cũng được dân tình khen hết lời khi xứng danh vai trò thuyền trưởng của cặp đôi khi tận tình mang món quà này về trao tận tay nàng hậu. Nam YouTuber liên tục có hành động gán ghép, chọc ghẹo cặp đôi khiến người hâm mộ rất thích thú. Sau khi Tiến Nguyễn về Việt Nam, người hâm mộ hiện đang rất mong chờ việc Quang Linh sẽ có mặt tại Việt Nam trong thời gian tới. Trong buổi trò chuyện cùng Thùy Tiên, anh cho biết sẽ sớm về để cùng Thùy Tiên thực hiện dự án điểm trường yêu thương, xây trường cho trẻ em vùng cao. Tuy nhiên hiện tại, vì đang còn bận nhiều dự án ở Angola, Quang Linh có thể không về đúng như dự kiến. Dù vẫn đang ở Angola xa xôi, thế nhưng chàng trai xứ Nghệ vẫn dành sự quan tâm và thể hiện sự nhớ nhung đến Thùy Tiên khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.